Cũng theo sự giới thiệu của các kỹ sư nông nghiệp, nhóm phóng viên của chuyên mục Bạn Nhà Nông tiếp tục đi đến nông trường trồng mía Vân Du thuộc huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa để ghi nhận về những kết quả của chế phẩm sinh học vườn sinh thái. Theo bà con nông dân tại nông trường cho biết, họ phun chế phẩm sinh học cho mía 5 lần từ lúc bắt đầu đẻ nhánh cho đến kết thúc thời kỳ mía phát triển thân lóng thì đã giảm được 3 tạ phân đạm trên 1 hecta. Mặc dù giảm phân bón nhưng mía vẫn sinh trưởng tốt, lá mía to và sáng, quá trình vươn lóng diễn ra nhanh hơn. Đặc biệt hàm lượng đường cũng tăng so với các cây không phun chế phẩm. Năm ngoái thì là bác Hồng có đưa cái sản phẩm này cho chị thì chị vẫn không tin, nhưng mà chị thử lấy một lọ và làm thử 8 sào thì cái đám đấy của năm các năm trước thì là được 70 tấn, nhưng đến cái năm ngoái là thu hoạch là được 85 tấn. Thì năm nay chị dùng toàn bộ cả gần chục hectare là mía, là có nghĩa là tốt, có lẽ năm nay phải lên được hơn 100 tấn, đấy là chắc chắn vì chị đã dùng từ năm ngoái chứ không phải bây giờ. Không, cái đấy thì lại vô tư, không phải đeo khẩu trang, không phải gì hết, chị đều dùng vào cây na này, cây rau cải này, rồi là tất cả các cái cây cây bưởi này đều phun xong rau là xong, nghĩa là cũng ăn luôn thôi. Có nghĩa là so với cái loại mà phân thuốc bảo vệ và trước thì trong cái việc mà sản xuất nông nghiệp thì chị cảm thấy là thấy là năng suất nó vẫn hơn, và các cái cây cây cải thì nó cái màu của nó vẫn xanh hơn và nó vẫn to hơn, là mình làm nó ra năng suất hơn nhiều. Đấy là thực sự chứ không phải là nói thêm lên đâu. Bởi vì chị làm 2 năm rồi. Dùng 2 năm rồi. Thì năm nay là đưa sang đây để làm cái đám mía này. Cái này là cái sinh thái về cái sản phẩm của cái công ty đưa vào thì cũng như thế là cái chủ trương của các cái đơn vị sản xuất kinh doanh như chúng tôi thì cũng rất muốn là tạo điều kiện cho những các cái đơn vị về cái tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để đưa vào. Thì trong cái bước đầu là công ty đã đưa vào đây, là chúng tôi đã đưa cho thực nghiệm cho vườn mía có hộ tại đội 1 của nông trường. Thì trong cái quá trình thực hiện thì đến nay trong cái bước đầu chúng tôi thấy có một cái hiệu quả ban đầu thì trông thấy. Nhưng để đánh giá cái kết quả của cái công ty đưa vào cái sản phẩm này để đạt hiệu quả tốt thì chúng tôi cũng phải có một cái thời gian sau khi để kết thúc vụ ép và thu hoạch cái sản phẩm thì sẽ đánh giá được cái sản phẩm nó chính xác hơn. Nhưng bây giờ trong cái bước đầu chúng tôi đã thấy có một cái hiệu quả rõ rệt trong cái ban đầu. Về cái sản lượng phân bón thì đã giảm đi một phần. Tương ứng như mọi năm là cái vườn mía này chúng tôi bón 100% theo cái quy trình kỹ thuật. Nhưng đến nay chúng tôi đã giảm 50%. Và để theo dõi kết thúc đến vụ ép thì chúng tôi sẽ có những cái nhận định cụ thể về cái lượng phân bón cho cái vườn mía này về cái hiệu quả kinh tế. Độ ngọt thì hiện nay là tại thời điểm này là mía chưa đến độ chín, cho nên là cái độ ngọt thì có chênh lệch theo cái tỷ lệ đường. Thì bên này thì hiện nay là chênh lệch thì so với cái bên kia thì có cao hơn chút ít, nhưng mà để đánh giá chính thức cái độ chín của nó thì mới cái kết quả của nó với trả lời chính thức được. Còn bây giờ ví dụ như bên này thì chúng tôi đo độ tỷ lệ đường, bên này hiện nay là đang 7 độ đường, hiện nay đến độ đường là tới 9 được đến độ 7, còn bên này thì chênh lệch một độ đường thì 6, thì hai bên nó chênh lệch nhau cũng có chênh lệch nhưng mà đang thấp. Thưa ông, khi mà biết đến cái sản phẩm này thì người ta nói đây là cái sản phẩm mà có nguồn gốc là từ thiên nhiên, sản phẩm vi sinh mà có được làm theo cái công nghệ nano, thì là ông là một người mà trong chuyên gia thì ông cảm nhận thấy cái sự bền vững cũng như là cái tác dụng của cái sản phẩm này. Cái tác dụng của sản phẩm này thì hiện nay là chúng tôi đã nhận thấy là không độc hại với môi trường. Về cái hiệu quả của đó là cái mà rõ rệt, các cái hộ mà thực tế của người lao động người ta đã tham gia vào để sử dụng